Cuộc sống xa hoa của tỷ phú Ấn Độ trong dinh thự 27 tầng đắt nhất hành tinh. Hơn 600 nhân viên phục vụ trực thăng đậu trên nóc nhà. Ông Mukesh Ambani được biết đến là chủ tập đoàn dầu khí hóa dầu Reliance Industries Limited, cùng loạt hệ thống bán lẻ Reliance Retail Limited lớn nhất Ấn Độ với giá trị vốn hóa hơn 100 tỷ đô. Theo thống kê 10 năm trở lại đây, Mukesh Ambani vẫn giữ vững phong độ là người có tài sản lớn nhất xứ sở tôn giáo. Thậm chí đại gia sinh năm 1957 còn vượt tỷ phú người Trung Quốc Trung Thiểm Thiểm, trở thành người giàu nhất châu Á với khối tài sản hơn 44 tỷ đô. Mukesh Ambani sở hữu nhiều tài sản khủng, trong đó phải kể đến loạt biệt thự xa hoa trải khắp Ấn Độ cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới. Và một trong những cơ ngơi của vị đại gia này được truyền thông quan tâm nhất chính là tòa nhà 27 tầng tên là Antilia. Tòa nhà đặc biệt này được xây dựng trên khu đất rộng hơn 40.000 m², với diện tích mặt sàn lên đến 4.532 m², thuộc đường Antamal, thành phố Mumbai, Ấn Độ. Tòa nhà cao 173 m, gồm 27 tầng và có thiết kế chịu nổi động đất mạnh tối đa lên đến 8 độ Richter. Không chỉ rộng rãi, nơi ở của gia đình tỷ phú Mukesh Ambani còn gây ấn tượng với thiết kế xa hoa độc đáo và lộng lẫy như cung điện. Ước tính giá trị của tòa nhà này lên đến 2 tỷ đô, được cho là tư dinh đắt nhất thế giới. Được biết, tòa nhà Antilia này hiện đang là nơi ở của gia đình gồm 6 người trong gia đình ông Mukesh Ambani. Và để tạo sự tiện lợi cho gia đình, tỷ phú Ấn Độ còn mạnh tay thuê đến 600 nhân viên phục vụ và bố trí nơi ở cho họ ngay trong chính tòa nhà của mình. Theo truyền thông đưa tin, dù cao đến 27 tầng nhưng tư dinh của tỷ phú người Ấn Độ không có tầng hầm, do đó từ tầng 1 đến tầng 6 của tòa nhà được thiết kế thành khu đỗ xe cho cả gia đình. Thiết kế này một phần nhằm hạn chế tình trạng ngập úng khi Ấn Độ bước vào mùa mưa lũ. Tại đây, Mukesh Ambani dùng để trưng bày những chiếc siêu xe của mình. Được biết, tỷ phú 67 tuổi đang sở hữu bộ sưu tập siêu xe lên đến 168 chiếc. Do đó, việc ông dành riêng một khu vực rộng lớn để cất giữ những chiếc xe này là chuyện vô cùng dễ hiểu. Di chuyển lên tầng 7 của căn nhà là khu vực chăm sóc và bảo dưỡng xe. Không chỉ thiết kế riêng, ông Mukesh Ambani còn thuê các kỹ sư và thợ sửa xe về làm việc tại đây. Bất kể khi nào xe có vấn đề thì đều được sửa chữa, bảo trì ngay trong chính tầng 7 của tòa nhà. Từ tầng 8 đến tầng 10 của tòa Antilia được ông Mukesh cho xây thành một khu vườn rộng lớn để tặng vợ. Ở độ cao ấn tượng, nơi đây được ví như vườn treo Babylon, hùng vĩ, với đủ ánh sáng và không khí trong lành. Hàng ngày, cây hoa trong vườn sẽ được chăm sóc bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được chính ông Mukesh thuê về. Tại tư dinh của tỷ phú người Ấn Độ, các dịch vụ đều được phục vụ tận tình và tỉ mỉ. Theo đó, tầng 11 và 12 của căn nhà được thiết kế thành các nhà hàng sang trọng để các thành viên trong gia đình có thể thưởng thức những món ngon thượng hạng bất cứ lúc nào. Thậm chí, ông Mukesh sẵn sàng mời đầu bếp Michelin về nhà để phục vụ bản thân và gia đình. Để chăm lo sức khỏe của các thành viên trong gia đình, từ tầng 13 đến tầng 16 của căn nhà được ông Mukesh dùng để xây bệnh viện riêng. Bệnh viện của gia đình tỷ phú cũng được đầu tư nhiều thiết bị công nghệ cao, vừa đắt đỏ vừa hiện đại. Tư dinh không chỉ là nơi ở riêng tư của tỷ phú Mukesh mà còn là nơi ông tiếp đón các vị khách đặc biệt. Khách VIP đến nhà sẽ được chào mừng ở tầng 17 và 18. Thiết kế tại đây cũng xa hoa và tráng lệ, không thua kém khách sạn 5 sao. Thậm chí mỗi căn phòng lại có một phong cách thiết kế riêng, không hề trùng lặp. Từ tầng 19 đến tầng 22 sẽ là nơi ở riêng của 6 thành viên trong gia đình tỷ phú Ấn Độ. Với độ cao này, không gian nghỉ ngơi của vợ con ông Mukesh vừa thoáng đãng, có view bao quát thành phố, lại không còn tiếng ồn ào gây bất tiện. Trong biệt thự của ông Mukesh Ambani có đến 600 nhân viên phục vụ, vì vậy tỷ phú người Ấn không quên dành riêng 4 tầng để xây phòng nghỉ ngơi và khu vực làm việc cho họ. Như vậy, các nhân viên của ông Mukesh có thể ở lại và phục vụ gia đình bất cứ lúc nào. Trên tầng cao nhất của biệt thự là tầng 27 có một rạp chiếu phim với sức chứa 80 người cùng lúc. Ngoài ra, còn có bể bơi 4 mùa rộng rãi. Ông Mukesh còn đầu tư hẳn một căn phòng băng tuyết để gia đình có thể tránh cái nóng gay gắt vào mùa hè. Chưa hết, sân thượng của tòa nhà chính là sân đáp trực thăng riêng của gia đình tỷ phú Mukesh. Tại đây có đến 3 sân bay cỡ nhỏ để phục vụ nhu cầu di chuyển của nhiều thành viên.